Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn và em mình cùng điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Bom tấn Sancho dục dịch nổ, MU sắp hoàn tất chữ ký đầu tiên. Lý do MU nên mua Sancho, sự bổ sung hoàn hảo cho Fernandes. Juventus đánh bại MU trong cuộc đua giành Raul Jimenez. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng ta cùng đi vào thông tin chi tiết. Bom tấn Sancho dục dịch nổ, MU sắp hoàn tất chữ ký đầu tiên. Man United đã liên hệ Sancho suốt thời gian qua và muốn nhanh chóng hoàn tất thương vụ này trong mùa hè năm nay. Bất chấp mức giá của Sancho không hề rẻ, đội chủ sân Old Trafford đã sớm tìm được tiếng nói chung với Dortmund trong việc thuyết phục đối tác nhà người. Tờ báo uy tín The Independent xác nhận, Man United đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Sancho với mức phí 60 triệu bảng trả trước. Khoản tiền còn lại, thương vụ không dưới 100 triệu bảng, sẽ được Quỷ Đỏ thành Manchester thanh toán dần. Tờ MN cũng tiết lộ, Man United đã dành sẵn chiếc áo số 7 cho Sancho một khi cập bến Old Trafford. Đây là số áo huyền thoại gắn liền với tên tuổi của những Cristiano Ronaldo, David Beckham, Eric Cantona, Brian Robson hay Gio Best. Thương vụ này ngày càng trở nên rõ ràng khi Dortmund đang liên hệ sẵn sàng trả cho đại diện nước Pháp 40 triệu bảng để có được sự phục vụ của Memphis Depay. Dortmund xác định Depay sẽ là sự thay thế hoàn hảo bên hành lang cánh nếu Sancho rời sân Signal Iduna Park. Đáng chú ý, Man United có thể hoàn tất bản hợp đồng mùa hè đầu tiên vào cuối tuần này khi hậu vệ Gabriel Magalhaes của Lille được cho là đã gửi đại diện của Anh tới Anh ngày hôm nay để thỏa thuận các điều khoản. Trước đó, Gabriel Magalhaes đã chuẩn bị trải qua một cuộc kiểm tra y tế ở Everton trước khi thương vụ bị đại dịch phá vỡ. Tác động tài chính nghiêm trọng gây ra bởi đại dịch toàn cầu đã khiến The Top Fit cân nhắc lại thương vụ. Theo Sky Sport, đại diện của Gabriel Magalhaes đã bay sang Anh để đàm phán với cả Everton và Man United. Một khoản tiền khiêm tốn là 27 triệu bảng là đủ để Man United chiêu mộ tài năng có thể đá cặp với Harry Maguire. Ở một diễn biến khác, Man United đang thể hiện rõ quyết tâm chiêu mộ Declan Rice trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020. Declan Rice vừa có mùa giải 2019-20 ấn tượng với West Ham. Anh thuộc một trong các cầu thủ U21 hiếm hoi trong lịch sử Premier League đá trọn vẹn số phút một mùa giải. Man United bị thuyết phục bởi sự toàn diện trong lối đá của Declan Rice từ phòng ngự đến tấn công. Ngoài vai trò tiền vệ trung tâm, Declan Rice cũng chơi tấn công rất tốt. Ấn tượng hơn, cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo Chelsea còn có khả năng đá trung vệ. Man United đã gửi lời đề nghị đến West Ham có giá trị 65 triệu bảng, hy vọng sớm sở hữu chữ ký của Declan Rice để ổn định đội hình. Lý do Man United nên mua Sancho, sự bổ sung hoàn hảo cho Fernandes. Thêm một lý do cho thấy, Quỷ Đỏ nên tất tay để đưa Sancho đến với sân Old Trafford. Bruno Fernandes thực sự là người có công lớn trong việc giúp Man United cán đích ở vị trí thứ 3 mùa giải vừa qua. Tiền vệ người Bồ Đào Nha là người mang tới luồng sinh khí mới cho Quỷ Đỏ, cả về mặt lối chơi lẫn tinh thần thi đấu. Tuy nhiên, không cầu thủ nào là hoàn hảo cả, và United Arena đã chỉ ra điểm yếu của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Bruno Fernandes thường gặp khó trong việc tạo ra những đường chuyền nguy hiểm từ khu vực hai cánh. Dù sở hữu điểm mạnh là những pha về bóng ở góc sân, khả năng xử lý trong phạm vi hẹp, khả năng tung ra những đường chọc khe và tham gia vào những tình huống chuyền trạng thái, Fernandes cũng có những điểm yếu của mình. Như đã biết thì hè này, Jadon Sancho chính là mục tiêu số 1 của Quỷ Đỏ. Dù Borussia Dortmund chào giá rất cao, thế nhưng Quỷ Đỏ được cho là rất quyết tâm sở hữu tài năng trẻ này. Và nếu có được Sancho, khả năng tấn công của MU hứa hẹn sẽ được đưa lên một tầm cao mới, khi mà điểm mạnh của Sancho chính là điều sẽ bổ sung cho khuyết điểm của Bruno Fernandes. Thống kê cho thấy khả năng tung ra những đường chuyền có tính sát thương từ hai cánh cũng như khu vực half space. Số đường chuyền tiềm ẩn khả năng tạo cơ hội của Sancho đạt tỷ lệ thành công rất cao, 94/152. Roma còn xa mới đạt thỏa thuận với MU về Smalling. Các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục giữa Roma và Manchester United cho Chris Smalling. Theo nhà báo Gianluca Di Maggio, Giallo Rossi muốn giữ Smalling ở lại, nhưng các bên dường như cách xa nhau trong các cuộc đàm phán. Roma không muốn vượt quá phí mượn 3 triệu euro cộng với tùy chọn mua 12 triệu euro, trong khi Man United đang yêu cầu ít nhất 3 triệu euro phí nhượng kèm theo 15 triệu euro mua đứt. Vẫn còn khoảng cách và các bên chưa gần với một thỏa thuận mà dường như ngày càng xa hơn. Tương lai của Smalling tại Roma phụ thuộc vào khả năng trung vệ này góp mặt trong trận đấu với Sevilla ở Europa League khi Roma phải nộp danh sách trước ngày 3 tháng 8. Roma cũng đang theo dõi hậu vệ Khan Ayhan của Fortuna Ledov như một sự thay thế nếu không đạt thỏa thuận vụ Smalling. Juventus đánh bại MU trong cuộc đua giành Raul Jimenez.
Theo tờ Goal, Juventus đã chiến thắng trong cuộc đua giành sự phục vụ của Raúl Jiménez, tiền đạo của Wolverhampton. Chân sút 29 tuổi người Mexico đã được MU theo đuổi thời gian qua. Theo ATP, ban lãnh đạo Wolves đang gấp rút chiêu mộ tiền đạo Paulinho từ Braga với giá 27 triệu bảng để làm phương án thay thế. Điều đó chứng tỏ bầy sói đã sẵn sàng cho cuộc sống không Raúl Jiménez. Mùa giải vừa rồi, Jiménez tiếp tục chơi cực hay khi ghi 26 bàn và có 10 pha kiến tạo sau 53 trận trên mọi đấu trường. Về phần mình, MU đã gia hạn với Odion Ighalo đến tháng 1 năm 2021, nhưng quỷ đỏ vẫn đang tìm kiếm một trung phong chất lượng nữa. Bởi mùa giải tới, họ còn chinh chiến ở Champions League và rất cần chiều sâu đội hình. Tuy nhiên, Juventus đã nhảy vào tranh Raúl Jiménez với MU và giành được cầu thủ này với giá 80 triệu euro. Với mức giá trên, Raúl Jiménez trở thành cầu thủ người Mexico đắt giá nhất lịch sử. Chelsea chấp nhận điều kiện mua Kai Havertz. Tờ Daily Express của Anh cho biết Chelsea đã chấp nhận điều kiện mua Kai Havertz của Bayer Leverkusen. Đội bóng chủ sân Salzburg sẽ tiến hành chiêu mộ tiền vệ này sau khi Bayer Leverkusen kết thúc chiến dịch Europa League mùa này. Vào ngày 6 tháng 8 tới, Bayer Leverkusen sẽ đá trận lượt về vòng 1/8 Europa League gặp Rangers. Ở trận lượt đi, câu lạc bộ của Đức thắng 3-1 trên sân khách. Bayer Leverkusen đang đàm phán về mức giá của Havertz với Chelsea. Đội bóng của Bundesliga muốn thu về 90 triệu bảng, nhưng Chelsea chỉ muốn bỏ ra 70 triệu bảng. Matic phát đi thông điệp tăng niềm tin cho cổ động viên Quỷ Đỏ. Tiền vệ Nemanja Matic đã kêu gọi MU cạnh tranh với Man City và Liverpool để giành danh hiệu Premier League mùa sau. MU đã kết thúc mùa giải trước vị trí thứ 3 và hoàn thành mục tiêu giành vé dự Champions League mùa tới. Họ kém nhà vô địch Liverpool 33 điểm và xếp sau đối thủ cùng thành phố Man City 15 điểm. Nemanja Matic, người chưa từng vô địch giải đấu kể từ khi chuyển tới MU từ Chelsea 3 năm trước, cảm thấy đã đến lúc Quỷ Đỏ cần thu hẹp khoảng cách trên. Anh muốn câu lạc bộ cạnh tranh chức vô địch mùa sau. Về phần mình, tôi muốn giành chức vô địch Premier League cùng MU, Matic nói với tạp chí của câu lạc bộ. Tôi nghĩ rằng MU luôn phải đặt mục tiêu cạnh tranh chức vô địch. Chúng tôi luôn cố gắng làm điều tốt nhất cho câu lạc bộ này. Chúng tôi không thể cho phép một đội nào đó vô địch sớm trước 7 hay 10 vòng đấu. Vì vậy, chúng tôi phải chiến đấu đến cùng. Cầu thủ 32 tuổi này hiện đang là một trong những thành viên giàu kinh nghiệm nhất của MU. Trong mùa giải vừa qua, anh đã chứng kiến sự trưởng thành của các sao trẻ như Marcus Rashford, Scott McTominay và gần đây nhất là Mason Greenwood. Tuy nhiên, Matic cũng nói rằng MU không thể viện cớ có nhiều sao trẻ trong đội hình để thi đấu chệch choạc trong mùa giải tới. Tất nhiên là chúng tôi có một đội hình trẻ, nhưng đây không thể coi là một cái cớ trong cuộc đua vô địch. Từ mùa giải sau, chúng tôi phải chiến đấu cho danh hiệu. Tôi không biết liệu chúng tôi có giành được nó hay không, nhưng tôi chắc chắn rằng chúng tôi có thể chiến đấu đến cùng. Đó là mục tiêu cá nhân của tôi và tôi nghĩ các thành viên còn lại cũng nghĩ như vậy. Man City bị tố gian dối trước tòa. Báo Đức Der Spiegel tiếp tục cung cấp bằng chứng cho thấy dấu hiệu gian lận tài chính của Man City. Der Spiegel khẳng định Man City không chỉ vi phạm luật công bằng tài chính FFP mà còn cố tình lừa dối tòa để thoát tội. Một trong số các email được gửi bởi Simon Pierre, một giám đốc của Man City, cũng là thành viên điều hành cấp cao trong tập đoàn Abu Dhabi Group. Pierre viết rằng ông đang gửi cho hãng hàng không Etihad, nhà tài trợ của Man City, 119 triệu USD trong số 129 triệu USD số tiền tài trợ mà hãng Etihad nợ câu lạc bộ. Nếu email này đúng, Etihad chỉ tài trợ cho Man City 10 triệu USD. Số còn lại được ông chủ của câu lạc bộ Sky Marshall bơm cho hãng hàng không này thông qua Pierre. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.